ສະຫວັດກົມປະມິດຕ່າງອ້ອຄົນນີ້ໃນຂ້ອຍສົມຈຸດໃນປໍດະມຽນຫນ່ວຍໄດ້ກໍາປົງແຕ່ຕູກະກາກບັນດານສັງຄົມເຈິງພ້ອງໄດ້ຄືປຽບປອນຕັ້ງນັ້ນກະລະນີປະປົນຈັດຊາຈະຈູຄິດຕະກໍຂອງດໍາໄລມີປອນໂດລາດໍາໃບສໍາລັບປະໃດຈ້າຈັ່ງສໍາລັບປໍດະມຽນນີ້ໄດ້ຄືຈ້າ ຕ່ອພຽຈາດອຍຄາງອະປົ້ນໄຄຈາຄືຈັ່ງມາວີບອກຈອມຈອມຕາມດອງບັນຕອບປີຈາສັດໄຕຈະພະຣິຍານັ້ນຄືບານນິໄຍຖ້າປະໃດນັ້ນຄືດາເລງຈາມັນຈົບແຕ່ໃຫ້ຈາວີຖືບາບຄົນຕິດນູຈາຈັ່ງເລື່ອງລາວນຽງຈະປະປົນໄດ້ຮຽນຈູຄິດຕະກໍຂອງດໍາໄລ 1000 ដុល្លារបានមកឃើញចម្លើយរបស់នាងសន្ធិតាភេទស្រីអាយុ 36ឆ្នាំដោះសារចោតប្រកាន់ប្តីដែលជនរងគ្រោះឈ្មោះខឹមផូលីភេទប្រុសអាយុ 35ឆ្នាំបែបនេះស្រាប់តែប្អូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបានចេញមុខមកលាតត្រដាងការពារកិត្តិយសបងប្រុសរបស់នាង រៀបរាប់ពីការលំបាករបស់បងប្រុសនាងដែលត្រូវបានជួបប្រពន្ធដែលមានចិត្តអសិរពិសហ៊ានជួខិតកសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនហើយបែរជាផ្ដោចម្លើយចាប់ប្រកាន់ជនរងគ្រោះថាវាធ្វើបាបខ្លួនទៀតដោយចង់ការពារកិត្តិយសរបស់បងប្រុសក៏ដូចជាចង់បង្ហាញការពិតជូនមហាជននារីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថាមិនគួរនាងជាប្រពន្ធគឺជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះគឺប្រៀបដូចជានរកស៊ីក្បាលសុទ្ធតែចោតបងប្រុសរបស់នាងថាដើរលេងពីបីថ្ងៃបានចូលផ្ទះម្ដងវា
rãi kể án bóng pro rồi bỏ niên slot na mình đã xong bày tài xong đầy thông đã bóng ôn mại ơi bóng sẽ đây rồi bỏ chân rộng cửa bàn sở xe bằng thêm nông xong đầy riêng khẩn ba bóng pro rồi bỏ niên viên nhiên chìa bà bôn đô chỉ ca chào bà cán mên cư mọc bì chờ đặc niên chìa bà bôn khuôn anh Việt Thảo bóng sẽ đây chân rộng cửa bàn bằng tỏ thà bọn anh nơi tiết chì mùi đôi nơi nổ ruộng chì xây nâng kê đai mình chết chẳng kran chẳng chân năng mùi khai xàm sập thức ngay mình đai thơ bài hào bà đây ở xì mà đòn nè miền tại bà đây màu bị thơ ca chụp tiết bè ná sạch nhạt nhạt đạp bà đây thà bà đây tờ rộng xây đào phạc xì xì ní xì nô lực đạp mình trả chọp mình chắc kẹt ở đây Facebook đầy miền chú mô xây chân khôn cư bàn bàn tỏ tha bảo quản chân mên nơi tăng bì bàn tục chú rô hốt đồng miền lan mình tế ảo những anh chú rô của bà tế bọn anh không đào rộng lôi tỏ trọc mình đáy bàn xâm rạ sửa chật bàn mên bọn anh tế kê lên các bà những anh tăng bì chú hai những anh chạy lực đáy xâm lập bọn anh tử rút miền vô khu một kịch tế cả bàn toàn miền tế miền lan nơi tế chú rô sọ lang từ riêng Phnom Penh đồng bóng từ nơi chỉ muối mùi rồi chế anh khơi bọn anh không nè mọc bị thua cả vinh tùm lẹ cả bộ mình toàn tế mọc chuối kịp sọ ột sọ sai ạ tết xâm rạ cả nghìa kê đào lên bọn anh không nè mọc bị thua cả vinh tùm lẹ cả bộ mình toàn tế mọc chuối kịp sọ ột sọ sang ạ tết xâm rạ cả nghìa kê đào lên sập bài bọn anh ở đá tê từ chuối rộng lùi bà bốn kịp sọ tròn ở phiêu đầm bài thua mà hốp áo những anh xì tiệt bọn sợi rồi bỏ chân rong cua bàn sợi dây mình tỏ thẻ bị bọn pro rồi bỏ niêng từ phơi cả vinh cứ niêng chỉ pro pon mình đai tục lùi ao lớp pì pì mền rì lai hơi ngày na có rộp rừng đây khả nạ bọn pro rồi bỏ niêng không prăng phơi cả nè phơi cả tróc tróc tầm rò miền ngày nay bọn sợi rồi bỏ chân rong cua bàn sợi dây xa sầm đai nơi cả hồ chết đai niêng chỉ pro pon hạt ấy còn niêng hiên đặt chất chu khi từ có ao sầm lập đấy đai áo nơi đường trung tài cao ông say đã bỏ chồng được cô bạn mình tham tiếp theo bà niêng chi bà bồn nô ở chất bị bằng bảo niêng hạt ấy mình chắc dục khổ cực mất mình đỏ lên bằng bảo rồi bỏ niêng tại bãi thưa anh chân đã quạt thưa ấy đây nửng nửng trúng hạt đầu với niêng đã chất xâm lập quạt
នារីដែលជាប្អូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបានសម្ដែងការឈឺចាប់ឥតឧបមាតែចំពោះការបាត់បង់បងប្រុសជាទីគោរពស្រឡាញ់ដោយនាងពោថាបងប្រុសរបស់នាងជាប្រុសល្អដែលខំដើម្បីគ្រួសារតែគេមើលមិនឃើញពីតម្លៃយ៉ាងណាមិញនាងជាប្អូនស្រីក៏បានបួងសួងឲ្យសូមឲ្យបងប្រុសរបស់នាងទៅឲ្យបានស្ងប់សុខចុះកុំនៅវល់វល់គឺទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតកន្លែងដែលល្អជួបមនុស្សដែលល្អកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត ព្រោះពេលនេះនារីជាប្រពន្ធដែលហ៊ានជួខិតកសម្រាប់ប្តីឯនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយហើយកំពុងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីពលភ័យ3មានករណីប្រទះឃើញសាកសពអណ្ដែតនៅក្នុងប្រឡាយទឹកនៅចំណុចភូមិព្រៃដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខណៈដែលសាកសពស្គាល់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះខឹមផូលីភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមករបរជាបុគ្គលិកធនាគារដែលមានស្រុកកំណើតភូមិថ្លុកដង្កោខំផ្ទះរងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្
trở bàn bà bôn chùa khi tự có nông đồng lây bì bòn đô la đâm bây xâm lạp đầy. Mọc đọt bê nê xâm lạp đầy chạp bàn hai tiền khi tự có nâng bà bôn. Chà, chân xâm lạp bộ đồng miên đồ bò chân có xâm chọp trong tập bình nế. Xâm ơn lúc nè, chú cho subscribe nâng rù cận đăng đâm bây tạm đa nơi rừng ra bộ đồng miên thamay thamay chìa bình tỏ tiết bì channel linh khổng. Này khả nạn đi, có xâm ơn cuốn xâm.